Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị thực tiễn trên thị trường. Và trên thị trường giao dịch Forex này, mọi nhà đầu tư cần phải hiểu rõ làm gì có cái chuyện Á quân Forex thế giới hay role trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex. Hay cả ngay cả đến các thầy dạy Forex trên thị trường mà ra ngoài chỉ là những thằng bắt tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đưa ra chiến lược trên thị trường. Hoặc là nhà dùng trading view để bịp bợ nói với cả nhà đầu tư rằng đó là thực chiến Forex. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợ trên thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải dẫn chứng, chứng minh thực tế được. Giao dịch không được thì làm gì có cái giá trị để dẫn chứng, chứng minh vào trong thực trường thực tế cũng như show full toàn bộ lịch sử cho nhà đầu tư kiểm chứng. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Làm gì có cái chuyện giao dịch được mà chỉ dùng hình chụp rồi bịp bợ mấy cái nhà đầu tư rằng đó là lợi nhuận trên thị trường. Chúng ta cần phải thấy rõ những giá trị giao dịch áp dụng vào trong thị trường thực tiễn xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua và gì nhỉ, trực tiếp nhìn thấy xuyên suốt trên thị trường bằng chính lịch sử giao dịch của bản thân người đứng ra chia sẻ. Làm gì có cái chuyện đọc lệnh đưa plan giao dịch rồi làm gì có cái vụ là tư vấn chiến lược hoặc là vào room để mà gì nhỉ, đọc lệnh lọc lá cho nhà đầu tư. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng những gì chúng ta đang truyền tải, những gì chúng ta đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Mọi học viên của bên trung tâm đào tạo Forex đều trực tiếp theo dõi và nhìn nhận, đánh giá cũng như thấy rõ về mọi giá trị của bản thân tôi khi áp dụng vào trong thị trường, đều cho học viên kiểm chứng rõ những giá trị thực tiễn trên thị trường. Đây là điều mà bất kỳ một học viên nào khi theo và đồng hành trực tiếp với cả bản thân tôi trên thị trường về đầu tư Forex đều phải trực tiếp kiểm chứng về những giá trị tôi chia sẻ. Trách nhiệm chia sẻ và minh chứng dẫn chứng vào trong thị trường, trách nhiệm cho học viên kiểm chứng về giá trị và giao dịch thực tế rồi show full toàn bộ lịch sử cho học viên xem và toàn bộ học viên đều ở tại nhà tôi để theo dõi tôi giao dịch vận dụng áp dụng vào trong thực tế. Đó là điều và gì nhỉ, vinh dự và trách nhiệm của bản thân tôi đối với tất cả mọi học viên của bản thân mình. Tôi chia sẻ và minh chứng dẫn chứng vào trong thị trường. Tôi cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tế này. Và tôi chia sẻ để cảnh báo đến nhà đầu tư về các vấn nạn trên thị trường và mời nhà đầu tư theo dõi livestream này. Đó, giao dịch được thì dẫn chứng thôi. Ăn đẹp không? Hôm nay tại hôm nọ tao nhát thôi chứ không tao để cả lót. Rồi, thấy anh em chia sẻ và thì nhà cho anh em thấy rõ. Và tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia vào, bản thân các bạn cần phải hiểu rõ. Ê, thằng này mày thấy không? Nè, đây mày thấy không? Đây người quen nhé, tao nói hẳn luôn. Nè, còn dậy. Nói hẳn luôn, đâu có cái chuyện này. Đâu nói thật với mày á, thà người ngoài còn dễ. Có đúng chưa? Học trò tao giám đốc nhà máy nước này. Này. Đúng là tao lào thật đấy. Tao mày thấy tao gọi cho hôm nay tao đầu tư vào gì tao gọi cho học trò tao hay không? Nhưng mà có những anh em lực bất tòng tâm thì phải chịu chứ giờ sao? Có đúng chưa? Làm sao mà ép được? Bây giờ có những người người ta không chịu mà có những người đồng hành tao anh Vũ là tao gọi phát là ok. Hôm nay mày nghe tao gọi anh Vũ đó. Rồi, thôi chào anh em, chúc anh em giao dịch thành công. Ngon chưa? Đút túi em. Đó.